1, 2, 3, yeah! Wow! Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, chúa, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu đôi sẽ qua. Yêu em đắm sâu. Wow! Yêu em dài lâu. Người ơi, có ơi, wow. Hãy đến với nhau một lần người ơi. Dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao em vội xa, sao em vội quên, sao em vội đi ơi. Hãy nói với nhau một lời người ơi. Dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao người xa đi, sao đàn chia lên. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ nè, đông đủ rồi nha. Em hỏi thiệt nha, từ nãy giờ có anh nào để ý tới em không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, từ từ, đừng chen lấn. Từ từ, đừng chen lấn nha. Có để ý tới em, anh có để ý em không mà anh mời em vậy? Trời ơi, ai mà mời bia em á là phải lấy em luôn đó nha. Và bây giờ thì để ý tới em thì tranh thủ nha, tranh thủ alo cho em, cưới em để còn làm xui với lại là anh Tuấn Anh và chị Thể Vân nha. Để chúng ta còn tranh thủ nữa, mùa dịch đã tới rồi nha. Và bây giờ chị nói tính sao đi. Trước đó Hoàng Huy xin mời tất cả quý vị cùng nâng ly với Hoàng Huy nữa một hôm nữa, được không ạ? Xin mời 1, 2, 3, vô. Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, chúa, ta say đắm bên nhau. Mạnh lên! Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu anh đậm sâu. Wow! Yêu anh dài lâu. Người ơi, người ơi, có wow! Hãy đến một lần người ơi, dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao em vội xa, sao em vội quên, sao em vội đi ơi. Hãy nói với nhau một lời người ơi, dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao người xa đi, sao đàn chia lên. Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn. Một mình vắng em, một mình ngồi sâu. Cố quên niềm đau, ước mơ ngày sau. Trong đời ta mãi còn nhớ em. Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn. Một mình vắng em, một mình ngồi sâu. Cố quên niềm đau, ước mơ ngày sau. Trong đời ta mãi quý vị nhất định không có vỗ tay. Quý vị nhất định không vỗ tay. Là vỗ tay đó. Trời ơi. Xin cảm ơn rất là nhiều nha. Và với một không khí như thế này